Xin chào mọi người, mình tên là Pha và mình làm những cái video về những trải nghiệm thực tế của bản thân mình. Và hôm nay trải nghiệm của mình sẽ là đây. Đây là set dầu thơm của Versace và nó có 5 chai, mình sẽ lần lượt review cho các bạn tất cả những cái sản phẩm ở đây nha. Và lý do tại sao mà mình chọn một cái set dầu thơm mini set nhỏ như thế này là thứ nhất á, là tại vì mình nghĩ á, mỗi cái mùi thơm nó sẽ chỉ thích hợp cho một cái sự kiện hoặc một cái dịp nhất định nào đó thôi. Nên là nếu như mình có nhiều cái dầu thơm như vậy á, thì mình sẽ có thể thay đổi theo đúng cái hoàn cảnh của mình. Giống như là buổi sáng thì mình đi làm ở văn phòng ở bệnh viện á, thì mình sẽ dùng những cái mùi nào nhẹ nhàng thôi. Xong rồi buổi trưa khi mà mình đi ăn với bạn bè thì mình có thể thay đổi một cái mùi nào đó tươi mát hơn. Còn buổi tối khi mà mình hẹn hò với ông xã chẳng hạn thì mình sẽ dùng những cái mùi nào mà nó quyến rũ hơn chút xíu, Thứ đại loại là hai như nữa đó vậy. là khi mà mình dùng những cái chai nhỏ như vậy á, nó thường nó sẽ không có cái vòi xịt đâu, và các bạn sẽ lấy ra, mình sẽ lấy thử ra một chai cho các bạn xem nhé. Thì nó sẽ không có cái vòi xịt, mà như vậy á, thì mình nghĩ nó tiện hơn, bởi vì khi mà không có cái vòi xịt á, thì mình sẽ có thể làm bằng những cái cách khác nhau để mình kiểm soát lại cái lượng mà nó xịt ra á. Giống như đây, một cái chai như thế này thì mở ra nó chỉ như vậy thôi, nó không có cái vòi xịt. Thì mình có thể là cách thứ nhất là mình dùng cái Q-tip, dùng cái ráy tay nhỏ vậy nè, mình thấm chút xíu vô trong đó thì mình bôi trực tiếp vào cái vùng mà mình thật sự mình muốn giữ cái mùi thơm á. Còn thứ hai nữa, mình có thể dùng một cái chai, mình đổ cái dầu thơm ra một cái chai có cái lăn như thế này. Đây, có cái cục lăn ở phía trên á, thì các bạn sẽ dùng, các bạn sẽ lăn trực tiếp vào những cái vùng mà các bạn thích có cái mùi thơm. Còn thứ ba nữa đó, nếu như mà những người mà thích một cái mùi nó thoang thoảng, nó nhẹ hơn chút xíu, thì mình có thể dùng một cái chai xịt. Đây, một cái chai xịt nhỏ như thế này, thì cái tia xịt của cái chai dầu thơm nhỏ này á, nó dễ kiểm soát hơn là so với lại cái tia xịt của những cái chai chai lớn. Đây, mình sẽ thử cho mọi người xem nha. Đó, thấy không, cái tia xịt nó mỏng. Chai đầu tiên mình sẽ review đó là chai Versace Yellow Diamond. Đây, mình sẽ mở ra cho mọi người xem nhé. Đây là chai sample thôi. Dung tích của nó chỉ có 5 ml thôi. Đây, cái chai sẽ như thế này. Ok, thì khi mà mình mở ra đó thì mình sẽ nói cho các bạn nghe trước về cái thành phần và cái cảm nhận của mình về cái sản phẩm này nha. Thì thành phần á, mình tìm được ở trên cái trang web của Versace á, nó nói là ở trong cái Yellow Diamond này á, nó có cái vị đó, nó có những cái thành phần là tinh dầu cam sành và tinh dầu lê. Thì hai cái mùi này á, thì mình tin á, nó sẽ rất là tươi, rất là trong. Ngoài ra á, thì nó có thêm đó là mùi của hoa súng và hoa lan Nam Phi. Thì cái mùi hoa đó chắc chắn là rồi, là nước hoa của nữ thì sẽ có mùi hoa thôi, nhưng mà để xem cái mùi hoa lan Nam Phi và hoa súng này nó sẽ như thế nào ha. Mình sẽ nói cho các bạn nghe cảm nhận của mình về cái chai Versace Yellow Diamond này nhé. Ok, mở ra. Rất là thanh, rất là trong, cảm giác cực kỳ nữ tính. Sao ta, giống như là khi mà các bạn mở ra cái vị tươi mát của nó ập tới liền á, giống như cho mình cảm giác giống như là một cô gái rất là trong trắng, rất là thanh tao vậy đó. Thì khi mà ok, mỗi lần mà mình hửi một cái mùi nước hoa thì mình thường nghĩ tới một cái nhân vật nào đó. Thì cái chai này á, nó làm cho mình nghĩ tới diễn viên Lưu Diệc Phi á. Các bạn biết khi mà cô ấy đóng vai cô Long trong phim, không biết phim gì mà có cô Long với Dương Hóa, lúc mà cái cảnh mà cổ bay bay xuống á, thì cái cảm giác của chai này giống như vậy á, giống như là một người mà thuần khiết trong xanh, thuần khiết mà trong lành á. Thì đây là cái cảm giác mà cái chai này cho mình. Thì mình nghĩ là chai này nó sẽ không có kén tuổi tác gì hết, ai cũng có thể dùng được hết. Đây là chai thứ hai mà mình sẽ giới thiệu với mọi người. Đây là chai Versace Eros Pour Femme. Thì cái phát âm của mình đó, mình sẽ phát âm một chút xíu theo giọng Ý, giọng Pháp và giọng châu Âu đó, tại vì cái sản phẩm này là của châu Âu. Thì chai này thì cũng chỉ là 5 ml thôi ha. Đây, cái chai nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ đọc thành phần cho các bạn nghe trước ha. Thành phần á, thành phần chính trong cái chai này á, thì ngược lại nó là có mùi gỗ nè, xạ hương, gỗ đàn hương, và cái set thành phần thứ hai đó là một mùi của các loài hoa. Thì mình thấy ở đây có hoa mẫu đơn và hoa nhài. Đó, thì mình đoán là cái chai này nó sẽ khá là ấm. Thử nha.
Khá là ấm áp, và cảm giác của mình á là cảm giác của cái chai này á rất là nữ tính, mà kiểu nữ tính mà kiểu ấm áp, mà kiểu giống như là kiểu truyền cảm hứng vậy đó. Cảm giác giống giống như là một người khá là mạnh mẽ, khá là khát khao. Thì giống như mình nói, mỗi lần mà mình review mình sẽ thường nghĩ tới một cái nhân vật nào đó, thì cái nhân vật mà mình nghĩ tới mà sẽ thích hợp để dùng cái chai này giống như kiểu là Ninh Dương Lan Ngọc á, khi mà đóng vai cám á, kiểu giống như không phải ác nha, nhưng mà kiểu giống như một con người rất là có khát vọng, rất là có đam mê và luôn phấn đấu vì cái mục đích mà mình muốn vậy đó. Đó, đó là cái cảm giác của mình về cái chai này, cực kỳ ấm, cực kỳ là nữ tính, nhưng mà mình cảm giác có một cái sức mạnh, có một cái mạnh mẽ khát khao ở trong đây. Đây là cái chai Versace Eros Pour Femme đây. Và mình nghĩ cái mùi này á, nó sẽ thích hợp với những cái buổi đi chơi, đi dạo, vào những cái ngày mà se se lạnh á, thì nó sẽ thích hợp hơn, bởi vì cái mùi của nó khá là ấm. Thì mùi ấm thì nếu như mình dùng vào mùa mùa hè thì nó sẽ không có thích hợp lắm, nhưng mình nghĩ là mùa đông hoặc là mùa thu khi mà thời tiết nó mát Và mẻ thì đây sẽ là chai thứ ba mà mình sẽ giới thiệu với mọi người, đó là chai Versace Pride Crystal. Mình nghĩ là chai này khá là phổ biến ở Việt Nam á, bởi vì mình thấy có rất là nhiều người sử dụng. Và chai này cũng là 5 ml nha. Nhỏ xíu đáng yêu chưa? Đó. Mình sẽ đầu tiên là mình sẽ đọc thành phần trước ha. Thành phần chính của cái này đó là xạ hương, gỗ trầm và hổ phách. Thì đây là mùi khá là trầm, thì mình nghĩ là nó sẽ ấm. Sau đó là có cam vàng. Cam vàng thì nó sẽ hơi là tươi mát chút xíu. Sau đó có hoa mẫu đơn, hoa mộc lan. Và đặc biệt là hoa sen. Hoa sen là mình nghĩ là khá là đặc biệt khi mà sản phẩm này đưa vào, bởi vì sen là thơm bát ngát luôn rồi, ai cũng biết hết. Rất là ngọt, rất là ấm. Nghe nó giống như là nó trầm lại vậy đó. Thì mình hình dung á, cái sản phẩm này sẽ thích hợp cho những bạn gái mà tính tình khá là điềm đạm lại chút xíu, khá là nữ tính, nhưng mà nữ tính theo kiểu trưởng thành á, giống như là có cá tính một chút xíu, giống như là hơi biết cách ăn mặc nè, biết cách trang điểm nè, nhưng mà trang điểm theo cái kiểu là phong cách sang trọng mà trầm á, sang trọng mà điềm đạm á. Thì cái hình ảnh này á, gợi cho mình cái hình ảnh của hoa hậu Đặng Thu Thảo á, khi mà cổ giới thiệu cho cái dòng mà Comfort nước hoa màu đỏ đỏ vậy đó, mà có mặc nguyên một cái đầm màu đỏ mà váy dài á, thì mình thấy là cái chai này nó khá là hợp trong cái hoàn cảnh đó, bởi vì nó khá là trầm, nó khá là điềm đạm, nó làm cho mình gợi ra một cái hình ảnh của một người phụ nữ mà trưởng thành, mà thành đạt á. Thì đây là cái chai như thế này. Thì mình nghĩ là chai này á, nó thích hợp dùng trong ban ngày hơn, bởi vì và vì nó ấm nữa, nên là mình nghĩ là dùng ban ngày là thích hợp hơn, và những ngày se se lạnh á, thời tiết mát mẻ thì mình dùng được, bởi vì mình có một cái chai khác sẽ thích hợp hơn dùng ban đêm, cũng khá là ngọt, mình sẽ giới thiệu tiếp theo sau đây sau cái chai này. Nên là mình nghĩ chai này thích hợp dùng Đây ban là ngày chai hơn. thứ tư trong bộ sưu tập, đây là chai Versace Crystal Noir. Okay. Thì cái chai này á, mình nghĩ là nó sẽ tương tự như cái chai Pride Crystal nãy đó, nhưng mà nó sẽ thích hợp hơn vào ban đêm. Nhìn đây, đây thiết kế của nó nhìn là biết dùng ban đêm luôn rồi đó. Ok, đầu tiên mình sẽ review cho các bạn về cái thành phần ha. Thì khá là ngạc nhiên là bởi vì thành phần của cái chai Crystal Noir này á, nó chỉ có thứ nhất là mùi hổ phách, và thứ hai đó là mùi hoa hoàng tử kê trắng. Thì mình thật sự mình không có biết hoa hoàng tử kê trắng là hoa gì hết, nhưng mà nghe cái tên á thì mình cảm giác nó giống như là khá là nữ tính, khá là trong, khá là thanh tao, nhưng mà mình nghĩ nó khá là quyến rũ, bởi vì cái tên nó khá là kiêu kỳ. Bây giờ mình thử nha. Nó ngọt hơn rất là nhiều so với cái chai mà Bright Crystal, rất là ngọt và cảm giác khá là ấm áp. Thì mình nghĩ là cái chai này á, nó sẽ thích hợp dùng cho ban đêm, dùng cho những cái buổi mà hẹn hò, những cái buổi mà đi đi bar đồ đó, để mà
kiếm bạn trai đồ này nọ thì mình nghĩ là nó rất là thích hợp luôn á. Thì cái cảm giác của cái chai này cho mình á là giống như một cô gái khá là nữ tính nè, nhưng mà vô cùng là quyến rũ luôn, và khá là ngọt ngào, giống như là một người khá là quyến rũ rồi ăn mặc sang trọng để đi tới một cái buổi hẹn hò flighty á, một cái buổi hẹn hò mà không có được sắp xếp, không có được gặp nhau trước á, mà chỉ được sắp xếp qua giới thiệu rồi tới gặp nhau thôi, vậy đó, giống như là đi tìm đối tượng vậy đó. Thì mình nghĩ Đây là đây là chai này chai rất là cuối thích hợp. cùng trong cái set sản phẩm của Versace mình mới giới thiệu ngày hôm nay. Thì chai này là chai Jordan Blue, thì rõ ràng đây là một chai của nam, nhưng mà mình không biết tại sao nó lại nằm ở trong set dầu thơm của nữ như thế này. Nhưng mà mình nghĩ thời đại này rồi, là thời đại unisex rồi, thì nam nữ gì thì đều có thể dùng được hết, miễn là mình cảm thấy hợp với cá tính, hợp với cái thời điểm và hợp với cái người mà mình gặp đối diện thôi. Ok, nên là mình cũng sẽ review luôn cho mọi người ha. Cái chai này thật sự rất là đáng yêu luôn. Thấy không? Thiết kế vô cùng dễ thương. Nó có thêm cái đầu cái con sư tử thì phải. Ở trên đây. Ok, mình sẽ nói trước về cái thành phần nhé. Thành phần á thì rõ ràng là mùi của nam, nên sẽ rất là nhiều mùi gỗ ha, mùi của giống như là cây cổ thụ vậy đó. Thì mình tìm được đó là gỗ cói, gỗ hoắc hương, xạ hương, dược thảo. Thì những cái loại dược thảo thì gồm có là tía tô với lại sung. Còn cái thành phần khác á, thì mình thấy là có cam bưởi, nên mình nghĩ nó cũng sẽ khá là tươi. Thử nha. Oh man. Khá là phê. Kiểu nghe mùi á, nó rất là nam tính luôn á, mà cảm giác nam tính mà khá là sạch sẽ nha, khá là trẻ trung, khá là thời thượng, nhưng mà nó vẫn rất là ấm, vô cùng ấm áp luôn. Thì giống như là mỗi lần mình hửi một cái mùi nam á, thì mình sẽ tưởng tượng ra một cái người đàn ông như thế nào đó. Thì cái chai này á, là mình nhớ tới một cái bài hát của Phạm Hồng Phước á, cái bài Thời thì Thanh mình xuân nghĩ đã là qua á. cái lời bài hát này nó thật sự nó rất là hợp với lại cái nước hoa này, giống như là một người đàn ông khá là trẻ trung, khá là nam tính, nhưng mà vô cùng là lãng mạn, mà vô cùng là ngọt ngào á, giống như một người sẽ cầm tay bạn, sẽ ôm bạn vào những lúc mà bạn cần. Thì đó đó là cái cảm nhận của mình về cái chai dầu thơm này. Nhưng mà mình nghĩ là một người nữ hoàn toàn vẫn có thể dùng được cái mùi này, bởi vì khi mà mình là nữ nhưng mà mình rất là mạnh mẽ, mình có những cái cá tính, mình có những cái khát khao muốn bảo vệ người khác á, thì mình nghĩ là một cái mùi này là cái mùi hoàn toàn cực kỳ là hợp với bạn luôn, nên là đừng bỏ qua Xong nha. rồi, mình vừa mới review cho mấy bạn tất cả năm cái dòng sản phẩm của cái set nước hoa Versace này, thì cho mình biết là bạn thích cái mùi nào và cá tính của bạn như thế nào, thì hãy chọn cho mình một cái mùi nước hoa thích hợp nha. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong những video khác nha.